Ok, xin chào các bạn học sinh lớp 11. Chào các bạn quay lại với BTD Channel. Thì sau đây là cái các cái ví dụ về các bài toán liên về cái nguyên lý chồng chất từ trường. Các bạn sẽ cũng tiếp tục sử dụng cái tài liệu là bồi dưỡng năng lực tự học lý lớp 11. Mình sẽ bắt đầu với bài 584 81. Bài 581 trang 113. Thì mình đọc đề tóm tắt các bạn. Đối với những bài này thì chúng ta rất quan trọng cái việc vẽ hình về sử dụng quy tắc nắm tay phải nha các bạn. Hai dây dẫn dài song song nhau nằm cố định trong mặt phẳng B và cách nhau một khoảng D. Dòng điện trong hai dây dẫn có cùng cường độ là I. Hai dây dẫn song song nằm cố định trong mặt phẳng B. Thì các bạn nên chọn cái mặt phẳng B là cái mặt phẳng vuông góc với lại mặt phẳng hình vẽ của mình đây. Và hai cái dòng điện mình không biết là nó hướng ra hướng vô, mình cứ vẽ hai cái dòng điện thôi bạn. Đó. Cái mặt phẳng B là cái mặt phẳng vuông góc với mặt bảng và đi qua cái đường này nè bạn. À, đường này tượng trưng cho mặt phẳng B, à, vuông góc với cái mặt mặt giấy của mình ha. Cách nhau một khoảng là D, cách nhau một khoảng là D. Dòng điện trong hai dây dẫn có cùng cường độ là I. Tính cảm ứng từ tại những điểm nằm trong mặt phẳng B và cách đều hai dây dẫn. Đây các bạn. Thì muốn cách đều hai dây dẫn và nằm trong mặt phẳng B ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái đường. Ở đây là khoảng cách này là 9 ô nè, cho nên ở đây. Đó, cái đường thẳng này nó vuông góc với cái mặt giấy của mình luôn và nó đi qua cái điểm này. Điểm này mình gọi là điểm M. Đó, nó kêu là tính cảm ứng từ tại những điểm M này. Trong hai trường hợp nữa các bạn, có hai trường hợp nè. Cường độ là I nè. Có hai trường hợp là trường hợp thứ nhất là hai cái dòng điện này cùng chiều dòng điện cùng chiều gọi là y cùng chiều đi các bạn, rồi b là y ngược chiều. Xác định b này cũng xác định b luôn. Đó, thì cái hình vẽ của mình là ở đây là dùng cho câu A cùng chiều các bạn giải. Ok, thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách xác định phương và chiều của cảm ứng từ do Y1 gây ra tại M, dây 2 gây ra tại M ha bạn. Thì mình dùng quy tắc nắm tay phải các bạn. Thì mình xin nhắc lại, đối với cái quy tắc nắm tay phải á, cho cái dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn này nè, thì cái ngón cái á, nó sẽ chỉ chiều của Y, còn cái ngón thứ á thì nó sẽ chỉ chiều của vectơ cảm ứng từ B, chưa các bạn? Đó, thì mình dùng quy tắc Y1 ha, Y1 hướng ra, ngón cái chỉ chiều của Y mà hướng ra, rồi cái ngón thứ khum nè, móc vô thằng M nè, móc vô thằng M nè, đó, cho nên là nó sẽ gây ra M một cái cảm ứng từ là B1 như vậy. Với cái Y2, đây Y2 hướng ra, khum tay móc vô M, thì cái B2 nó hướng xuống và nó bằng nhau luôn các bạn, tại vì trong bài này cái Y1 bằng Y2. Ok, đó là xong câu A. Thì sau khi sử dụng cái quy tắc nắm tay phải á, thì mình sẽ xác định được cảm ứng từ do thằng Y1 ha, gây ra tại điểm M là nó sẽ hướng lên. Vẽ màu khác đi. Làm gì là chữ D.
Khoảng này là này gọi là A1, A2. Ok, thì mình do thằng thứ nhất gây ra hướng như vậy, gọi là B1. Do thằng thứ hai gây ra thì nó ngược lại, mình vẽ màu xanh B2 cho các bạn. Đầu tiên á, mình phải tính được các cái cảm ứng từ của từng thằng gây ra tại điểm M trước đó bạn. Ta có nè, thằng B1 này là dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra các bạn. Công thức là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân I1 chia cho R1 thì nó bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho I1, đây là I các bạn, và cái R1 là D chia 2, đúng không bạn? Tại M là trung điểm của đoạn A1 A2, cho nên mà A1 A2 là D thì A1 M là D chia 2 thôi. Đấy, các bạn thay vô thì nó ra là 4 nhân 10 mũ trừ 7 y cho D, chưa? Và chắc chắn là nó sẽ bằng luôn cái thằng cảm ứng từ của thằng B2. Sau đó các bạn dùng cái quy tắc cộng vector, các bạn ta có là do B1 nè với B2 là song song mà nó ngược chiều, cho nên nó suy ra cái B tổng hợp á, mình khỏi gọi là B12 tại vì có hai thằng thôi, là B tổng hợp. Cái độ lớn của B tổng hợp nó sẽ tính bằng công thức là B1 cộng B2. Các bạn có thể xem lại cái phần phương pháp giải các bạn. Đó, B1 cộng B2 thì nó sẽ là bằng hai cái B, và hai cái B mà mình mới tính ở trên thôi. Nó ra là 8 nhân 10 mũ trừ 7. Ủa sorry, cùng phương ngược chiều ha các bạn. Cho nên là B1, cho nên cái cảm ứng từ tổng hợp đó là B bằng, ta dụng quy tắc cộng vector B1 trừ B2 trong dị tuyệt. Thì các bạn thấy là do hai cái B này nó bằng nhau các bạn. Do hai cái B này bằng nhau cho nên là thằng này sẽ ra là không. Ok, không Tesla. Rồi, mình tới bài 581, trang 113 câu B. Tiếp theo các bạn. Tiếp theo. Tới câu B thì các bạn vẽ lại cái hình nó ngược chiều nhau. Khoảng cách này là D. Này là A1, đây là A2. Điểm này là điểm M. Mình xin hướng dẫn cho bạn cái vector cảm ứng từ cái quy tắc bàn tay phải của câu B các bạn. Câu B, bài 581 câu B. Thì câu B thì nó nói là hai cái dòng điện này lúc bấy giờ nó ngược chiều nha. Được chưa? Thì cũng cái quy tắc là ngón cái là I và cái ngón tứ là B đối với dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Đây, móc vô B. Móc vô M chứ. Móc về M hướng lên gọi là BM. Ok, thì đối với cái dòng I2 này thì I hướng vô chưa, cái cùng cái ngón tay quay tới M, quay tới M thì các bạn thấy cái ngón tay này cũng hướng lên, vậy B nó hướng lên và cái độ lớn về cái độ lớn nó bằng nhau, gọi là B, sorry cái này là B1 các bạn, B1, đây là B2, chưa? Đó là về cái độ lớn, cái từng vector thành phần. Thì khi sau khi tổng hợp được, các bạn có thể có được cái vector tổng hợp tại M là một cái vector màu vàng như vậy. Đây là vector tổng hợp tại M. Đó, thì các bạn có được là cái cảm ứng từ do dòng điện I1 gây ra tại M là nó sẽ hướng, bây giờ sử dụng sau khi sử dụng quy tắc bàn tay phải các bạn, nên nó sẽ hướng lên về, và cái thằng
gây ra bởi A2 nó cũng vướng lên. Đó. Đây là gọi là B1, B2 nè. B1 nè. Ok. Thì cái cảm ứng từ của từng thằng mình đã tính rồi trong câu A rồi ha, cho nên là do B1 cùng phương nè, cùng chiều nè với B2 nên vector cảm ứng từ toàn phần sẽ có cái độ lớn là B bằng B1 cộng B2, mà do hai cái B bằng nhau cho nên nó bằng hai cái lần cái mình cái hiệu nó là B0 đấy các bạn. Thì hai lần của cái B0 thì 2 nhân cho B0 là 4 nhân 10 mũ trừ 7 y chia cho D bằng 8 nhân 10 mũ trừ 7 y chia D. Ở đây không có số liệu các bạn. Câu A, câu B không có số liệu. Ok, đó, đơn vị là Tesla. Thì câu C, người ta cho mình thêm là cái số liệu hả bạn, y bằng 10 ampere. Rồi khoảng cách d là bằng 8 cm, đổi đơn vị là 8 × 10 mũ − 2 m. Ok, thì mình sẽ tính lại câu A với câu B các bạn. Này câu C nè, tính lại cái B của câu A, B của câu C, B của câu B. Thì suy ra B của câu A thay số vô thì nó vẫn là 0 thôi các bạn. Còn B của câu B thì nó bằng 8 × 10 mũ − 7, thế y vô, y là 10. D ở đây là 8 × 10 mũ − 2. 8 với 8 rút gọn, 10 mũ trừ 2 lên là 10, 10 mũ với số 10 là 10 mũ 3, 10 mũ 3 với 10 mũ trừ 7 là 10 mũ trừ 4. Đơn vị là Tesla. Ok, thì mình xong cái bài 581 ở đây ha. Tiếp theo mình đến với cái bài là 583. 583 trang 113. Đọc đề tóm tắt các bạn, dễ hình nữa. 2 dây dẫn thẳng dài vô hạn là D1 và D2 đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng d là 2 m. Dòng điện chạy hai dây cùng chiều. Rồi mình dễ tương tự như hồi nãy ha. 10 đi các bạn, cùng chiều. 10 ô cách nhau 10 ô cùng chiều. Cách nhau một khoảng là d. D nó cho là bằng 2 m. Rồi nó là D1 đi, đây là D2. Đây là Y1. Đây là Y2. Nó cho Y1 với Y2 bằng nhau. Bằng một cái Y nào đó. Ok, thì nó cho Y1 với Y2 là bằng nhau và bằng Y bằng 10 ampere. Tại điểm M cách D1 và D2 lần lượt là R1 là 6, R2 là 8. Cho là M nào đó, sao cho là M D1 á là bằng R1 á bằng 6 m. M D2 á là bằng R2 á là bằng 8 m. Chưa các bạn? Đó, thì nó kêu là tìm cái cảm ứng từ tổng hợp tại M. Độ lớn thôi các bạn, tìm độ lớn thôi, không xác định vector.
Ok, thì các bạn phải xác định được cái vị trí của cái điểm M chứ đã. Phải phỏng đoán cái vị trí của điểm M chứ đã. Thì để biết được cái vị trí của điểm M đó, nó có nằm trên cái đường thẳng hay không á, thì các bạn xét cái bất định thức sau. Là bạn coi cái D của bạn các bạn. Ta có nè. Cái D của các bạn á, nó có nằm trong khoảng là R1 cộng cho R2 lớn hơn trị tuyệt đối của R1 trừ R2 không? Yeah. Các bạn coi nó có bằng không, thì mình thấy là ok bằng, trong trường hợp này là bằng. Do nè. D của mình là 10 cm. 10 m chứ bạn, 10 m. Ủa, D của mình của có 2 m à. Ok, vậy bài này là mình có được là D của mình nó còn nhỏ hơn, nó bằng cái D1 trừ D2. Nếu mà D bằng D1 trừ R1 trừ R2 á, 10 do 8 trừ 6 bằng 2. Do 8 trừ 6 bằng 2. Đó, cho nên là nên cái M này nè, nó sẽ nằm thẳng hàng với D1 và D2 trước. Thẳng hàng D1 D2. Nằm ngoài cái D1, cái đoạn D1 D2. Được chưa? Và do là cái M1 MD1 á, nó lại cái R1 á, nó bằng 6 mét, nó nhỏ hơn cái R2. Cho nên là cái thằng M này nó sẽ nằm về bên phía, nằm về bên phía D1. Chưa? Tại sao? Thì do R1 bé hơn R2. Thì điểm M của mình nó sẽ nằm đây các bạn. Đây là điểm M. Mình xin hướng dẫn cho bạn cái quy tắc bàn tay phải của bài 583 các bạn. Ok, thì nó cho hai dòng điện cùng chiều các bạn. Điểm M mình xác định được 5 đây. Thì cũng tuân theo cái quy tắc là của dòng điện thẳng dây dẫn thẳng dài trong dây dẫn thẳng dài vô hạn thôi, là ngón cái là Y rồi cái ngón thứ là B. Thì các bạn dùng quy tắc đây, cái dòng điện nó hướng ra, nó vuông góc cái mặt bảng hướng ra các bạn. Đó, xong các ngón thứ là các bạn quay qua móc vô thằng M thì thấy nó hướng xuống. Vậy thì thằng dòng điện I1 nó sẽ gây ra tại M một cái vector cảm ứng từ B nó hướng xuống. Vậy. Gọi là B1. Chưa bạn? Rồi, tương tự như vậy thì thằng I2 nó cũng gây ra tại M một cái vector. Đây, các bạn thấy nó hướng xuống. Và nó sẽ nhỏ hơn. Sẽ nhỏ hơn. Ok. Nó sẽ nhỏ hơn tại vì nó ở xa cái thằng D2 hơn. Đó. Bạn có được này R1. Cái lớn này R2 ha bạn. Và sau khi dùng cái quy tắc nắm tay phải thì các bạn xác định được đây là cái vector do thằng 1 gây ra tại M. Nhớ bạn. Còn đây là cái vector gọi là B1. Đây là cảm ứng từ do dòng điện I2 gây ra tại M. Nó xa cho nên là nghĩa nó nhỏ các bạn. Ok. Bây giờ các việc đầu tiên là các bạn tính cho mình cái cảm ứng từ, cái độ lớn cảm ứng từ do thằng 1 gây ra tại M và do thằng 2 gây ra tại M. Rồi mình tiếp tục. 583 trên 113. Tiếp theo. Chưa? Ta có nè.
B1 nó bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 Y1 chia cho R1 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 Y1 của mình là 10. Còn R1 của mình là 6. Nhân 10 mũ trừ 2. Sáu nhân mười một trừ hai, 6 mét rồi bạn, cho nên là đi một của mình là 6 thôi bạn. Mình vẽ hình đó nó chưa có hợp lý lắm thôi bạn, tại vì vẽ cái khoảng cách D nó hơi lớn quá. Rồi các bạn tính thì nó ra là 10 mũ trừ 6 chia cho 3 à, Tesla. Tương tự tính cái B2 thì bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 Y1 R1 2 Y2 R2 chứ nhầm, cho 10 chia cho 8 bằng 1 phần 4 10 mũ trừ 6 Tesla. Ok, sau đó các bạn mới coi coi là hai cái vector này nó có vị trí hình học như thế nào, do B1 là cùng phương cùng chiều với B2 nè, nên cái B của mình nó sẽ bằng B1 cộng cho B2 chưa, theo quy tắc cộng vector, công thức cộng vector thôi bạn. Thì mình có là 1 phần 3 nhân 10 mũ trừ 6 cộng cho 1 phần 4 nhân 10 mũ trừ 6 bằng ở đây là quy đồng là 7 phần 12 nhân 10 mũ trừ 6 Tesla. Ok, thì mình kết thúc cái bài 583 từ đây. Thì cái video này nó dài ha, cho nên mình mỗi video mình sẽ giải hai bài vậy thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấp subscribe để theo dõi cái bài tập phía sau nữa. Xin cảm ơn các bạn.